Rồi chào anh em mới nhận hợp đồng cái máy L5018TI này đi Hà Nam nha. Thì bây giờ em đang gắn cái ủi vô cho máy. Đây là máy là 5018 đất kim. Mới về tới chưa có lên video thì máy cũng đã được hàng lựa chọn luôn rồi. Cảm ơn anh em ở xa đã luôn ủng hộ tin tưởng bên em ha. Còn với anh em ở gần thì em sẽ luôn tìm những cái máy đẹp nhất để anh em có thể tới xem mỗi ngày nha. Cũng đang làm bảo dưỡng con máy này tiếp tục nha. Đây thì làm gấp rút để mà lên đêm về Hà Nam kịp cho mấy bác chủ luôn. Máy đắt kim còn rất là ok luôn ha. Đã em gắn ủi vô rồi, xíu nữa ráp cho là xong. Máy giờ xong rồi nha, L4508 đây, chuẩn bị lên máy. Chào bà con nha, thì cái máy L4508DI bát kim này em giao về Hà Nam. Thì máy bắt đầu đang chạy ra, bắt đầu lên xe nha. Quá đã. Giờ chiều rồi nha anh em, hơi tối nha. Xe gối sẵn luôn nha, em giao cho anh em 24/7 luôn. Đây, ngon lành. Địa chỉ công ty đây nha nè, công ty Thiếu Tiên nha. Bây giờ máy đang bò lên. Đây. Quá ngầu. Rồi, em xin cảm ơn quý bà con rất nhiều luôn nha. Chào anh em nha. Thì hôm nay sáng sớm em sẽ quay một số máy trong kho nha, để mà nắng quay cho đẹp. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Giờ máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.